Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi một chương trình rất là đặc biệt với chủ đề Hỏi nhanh đáp thẳng chuyện phòng the. Nhưng đặc biệt hơn nữa, đó là những khách mời sẽ cùng với chúng tôi bàn luận về câu chuyện này. Họ là những người rất là nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn của mình và đặc biệt là nổi tiếng ở trong cộng đồng mạng xã hội. Xin được giới thiệu đầu tiên, tiến sĩ bác sĩ Lê Thúy Tươi, một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt những cái tư vấn rất là thú vị về câu chuyện sức khỏe giới tính. Xin được giới thiệu bác sĩ Lê Thúy Tươi. Và một tiến sĩ Triệu View với rất nhiều những cái phát ngôn gây sốc nhưng mà là thẳng thật. Xin được giới thiệu tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Vâng, và một cô gái vô cùng xinh đẹp, một diễn viên được rất là nhiều công chúng yêu mến. Và ngày hôm nay, Phương Trinh Julie cũng là khách mời sẽ cùng với chúng ta trò chuyện về chủ đề này. Xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Thúy Tươi, tiến sĩ Lê Thẩm Dương và Phương Trinh đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta sẽ được công chiếu trên fanpage Sâm Alipass Platinum. Đầu tiên xin được hỏi Phương Trinh ạ, người trẻ nhất, có lẽ là có nhiều cái e dè nhất khi mà nói chuyện đến phòng the. Điều gì khiến cho Phương Trinh cảm thấy là mình không e ngại khi mà nhận lời mời tham dự chương trình này? Thực sự thì bản thân Trinh là một người sống thoải mái, cởi mở. Mình cũng đọc báo nhiều, mình xem TV nhiều, mình đi nước ngoài nhiều. Cho nên mình thấy tại sao phương Tây người ta dạy cho con của người ta, hay là trong nhà trường dạy cho con người ta về giáo dục giới tính từ khi rất là nhỏ. Nhưng mà người châu Á và Việt Nam mình cảm thấy hơi ngượng khi mà nói về những cái vấn đề đó. Mình thấy cái vấn đề đó nó rất là cần để mình biết, mình hiểu. Và khi mà mình biết, mình hiểu, mình sẽ biết cách để thứ nhất là mình phòng tránh những cái không tốt cho bản thân mình. Thứ hai nữa là mình sẽ biết để mà mình bảo vệ những người thân của mình. Và cái thứ ba nữa là mình bảo vệ cho người chồng, người yêu của mình tương lai. Cho nên là Trinh không bao giờ Trinh ngại khi mà nói những cái vấn đề tế nhị trước công chúng. Vì đó là mình đang chia sẻ những cái kiến thức của mình và những cái mà mình biết cho tất cả mọi người. Nếu như mà những người mà biết nhiều hơn thì mình sẽ học hỏi thêm từ những người đó. Và hôm nay Trinh sẽ học hỏi thêm từ tiến sĩ Dương và bác sĩ Tươi. Vâng. Nên là Trinh không có ngại. Tôi nghĩ rằng một cái chia sẻ rất là chân thành của Phương Trinh và cũng là một cái điều rất là tiến bộ và tích cực, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta cứ mãi lấy tay che mặt đi khi mà nói về chuyện phòng the, chuyện nam nữ, đời sống vợ chồng, hay nói chính xác hơn là câu chuyện về sức khỏe tình dục, thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta có những cái thông tin chính thống, khoa học, những cái hiểu biết đúng mức và cần thiết về chủ đề này. Còn tiến sĩ Lê Thẩm Dương ạ, khi mà được mời tới đây để tham dự chương trình với một cái chủ đề là hỏi nhanh đáp thẳng về chuyện phòng the, thì ông nghĩ gì ạ? Tôi nhận được một cái comment: ui, sao thầy nổi tiếng thế mà thầy lại đi bàn chuyện này. Tôi tôn trọng ý kiến người ta, nhưng tôi thì tôi nghĩ thế này. Tôi nghĩ hoàn toàn không đúng với tôi ở chỗ thế này. Liên Hiệp Quốc người ta đưa ra ba cái khái niệm. Một, bữa cơm mà đủ ăn thì gọi là mức sống. Việt Nam đạt rồi. Bây giờ thứ hai, thỏa mãn được nhu cầu tinh thần thì đấy là chất lượng sống. Được sống bằng hệ quy chiếu của tôi, miễn sao tôi tôn trọng luật pháp thôi, thì đấy là sống có chất. Và hôm nay tôi nhận lời ở đây vì tôi quan tâm tới chất lượng sống. Cho nên ở đây cái vấn đề này nó không hề nhỏ, nó lớn lắm. Nếu không có những chuyện này mà không bày nó ra, đại họa đấy. Chất lượng của mọi người giảm xuống. Ở góc nhìn khác, nó gây ra cả một cái đại họa cho xã hội. Mà tôi, ở góc nhìn của người khoa học ấy, thì tôi nhìn cái này là chuyện khoa học, là chuyện xã hội, là chuyện chất lượng sống. Cho nên tôi tham gia với một tư cách là góp một tiếng nói. Cảm giác nó hào hứng lắm, thú vị lắm, vì tôi thấy hành vi của tôi có ý nghĩa. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Còn đối với tiến sĩ Lê Thúy Tươi, là một diễn giả nhiều kiến thức về lĩnh vực mà chúng tôi vẫn gọi là lĩnh vực tình dục học. Tiến sĩ Lê Thúy Tươi thì nghĩ gì khi mà chúng ta lại tiếp tục thực hiện một cái chương trình bàn đến câu chuyện giới tính, bàn đến câu chuyện của sức khỏe tình dục như ngày hôm nay? Tôi thì tôi mong chuyện này từ lâu lắm rồi. Khi mà ở trường đại học ấy, tôi dạy cái môn gọi là sinh lý học. Thế thì người ta cứ tưởng sinh lý học là cái chuyện, chỉ có mỗi cái chuyện ấy không thôi. Nhưng mà thật ra sinh lý học là một cái lĩnh vực mà bao trùm tất cả cơ thể chúng ta. Thế thì tôi nhớ rằng là khi mà tôi chuẩn bị dạy cái sinh lý về bộ phận sinh dục của nam với nữ ấy, thì tự nhiên con trai con gái trước đây nó ngồi cạnh nhau thì bây giờ chia hẳn sang hai bên luôn. Khi mà tôi bắt đầu giới thiệu bộ phận sinh dục một cái thì bắt đầu con gái lấy tay che như này, nhưng vẫn hé hé nhìn xem nó như thế nào. Đấy là chuyện của cách đây mấy chục năm. Thì thật ra ấy, tôi từ xưa đến nay tôi vẫn quan điểm thế này. Cái bộ phận sinh dục phải được đặt ngang hàng với tim, với phổi, với thận,
với đủ tất cả các cơ quan. Có hôm tôi ra quán cà phê, tôi ngồi, tôi gọi ly nước cam. Tôi thấy bốn ông ngồi bàn bên cạnh nhưng mà tôi ngồi xoay lưng lại. Thì các ông bàn nhau là không biết cái bà Lê Thúy Tươi này là cái bà như thế nào. Ôi giời, cái bà này phụ nữ hẳn hoi mà toàn nói chuyện tình dục. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là người ta rất quan tâm đến vấn đề này. Và hôm nay ấy, tôi rất là sung sướng để được tham gia cái chương trình Chuyện Phòng The. Cho nên là tôi cũng muốn rằng là MC và các vị ở đây muốn hỏi cái gì về chuyện tình dục cứ hỏi thoải mái. Tôi xin dùng luôn cái chữ tình dục là bởi vì cái chuyện tình dục thì phải xem là vấn đề văn hóa xã hội của mỗi quốc gia. Chúng ta biết rằng nó để lại cái hệ lụy rất là lớn đối với xã hội. Đây cũng không phải là chuyện đóng kín cửa để nói với nhau nữa rồi. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Tươi. Như vậy là tiến sĩ Lê Thị Tươi có thể coi là một trong số những người mà đấu tranh cho vấn đề là bình đẳng khi mà đề cập tới vấn đề là tình dục học, đúng không ạ? Một câu chuyện mà đúng là chúng ta phải đòi hỏi để được bình đẳng bàn luận một cách thoải mái và công khai theo những cái tiêu chí như là một môn khoa học như tiến sĩ Lê Thẩm Dương vừa đề cập. Chúng tôi muốn mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những ý kiến của những quý ông, những người mà khi chúng tôi tiếp cận để hỏi về vấn đề này có thể ban đầu thì họ từ chối. Nhưng sau đó thì chúng tôi có đề nghị là chỉ cần lắng nghe thôi mà không cần biết rằng là người đang nói là ai, thì các anh sẵn sàng trả lời phỏng vấn của chúng tôi và chúng ta hãy cùng nghe xem họ nói gì về vấn đề tình dục. Là đàn ông, dù có 70 hay 80 tuổi thì chuyện ấy cũng phải có mới là bình thường. Nếu mà không có chuyện ấy thì sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Cuộc sống nó không được thú vị, không có gì để đáng sống. Tại sao mà vợ chia tay chồng, chồng chia tay vợ cũng là vì lý do này. Bắt buộc phải có tình dục mình đi làm kiếm tiền để làm gì? Phải ham muốn thì mình mới đi làm để kiếm tiền. Chứ bây giờ tôi không ham muốn kiếm tiền nhiều để làm gì. Thôi thì nghỉ cho khỏe, không có tình dục cuộc sống vô nghĩa lắm. Theo tôi á, thì tình dục là món quà mà Thượng Đế dành cho con người. Chuyện ấy mà không còn nữa thì thà chết còn sướng hơn. Mình không giữ được chuyện ấy thì cảm thấy nó chơi chẽn lắm. Rồi mấy bả lại nói mấy ổng hết siêu quá rồi còn đâu. Vâng, đấy là tôi nghĩ rằng là những phút hiếm hoi mà đàn ông rất là thành thật khi mà nói về chuyện tình dục. Cũng là một người đàn ông, tiến sĩ Lê Thẩm Dương nghĩ gì về những cái tâm sự của những người cùng giới với mình? Theo tôi được biết thì rõ ràng về sinh lý không nguy hiểm đến mức chết người. Nhưng mà mọi người nói cái này ấy, nó lột tả toàn bộ cái nguy hiểm rồi. Và nó là một cái nỗi đau, nhưng mà nó đau hơn cái khác là người ta không nói ra được. Đó là hai cái đau double rồi. Sau đến cái đau thứ ba nữa là động viên người ta đã không nói được rồi, là còn đi giày vò người ta lại cái phía đối diện này. Không có những buổi thế này lại càng không hiểu biết lại đi hành hạ người ta. Tức là ba cái đau nó đè lên. Thành ra là nhìn anh ấy nói xong là tôi đồng cảm hoàn toàn với ba nỗi đau đó. Nếu cho tôi được quay cái clip này tôi sẽ nói thêm một tí thôi. Đó là con gà nó gáy nó biểu hiện rõ lắm. Cái con gà con thì chiếp chiếp dịch là khiếp khiếp. Cái chị gà mái thì cục tác thử là dịch vừa đau vừa rát. Còn anh gà trống thì rõ ràng lắm. Cuộc đời chỉ có thế mà thôi. Đấy nó dễ. Không còn cái đó thì sống làm gì, cái ý anh nói đúng lắm. Thì người ta nói là nó có cái nắng, nó có cái gió và nó có cái đó. Thực ra mình là cái xe máy thôi. Cho nên thực ra hôm nay chủ đề là cái bugi. Mà cái xe máy to, cái Harley hoành tráng chở bạn gái đi chơi mà hỏng bugi thì thua cái 3 beta phạch, vẫn còn bugi, còn hơn nhiều. Vẫn cứ ẩn dụ chứ vẫn nhất định không nói thẳng ra. Hình như là anh này có vấn đề, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, cho nên là anh ta cứ bugi với lại cái đó. Còn tôi thì khác. Bugi nó nhiều thứ lắm, một cái là to, một cái là dài, một cái là bé. Đánh lửa rất rất nhiều xung quanh cái đó, nó giống lắm. Thực ra mà nói là nãy bác sĩ Tươi nói đúng lắm ấy. Thì người ta nói với tôi ấy, người ta bảo cái anh đàn ông như tôi ấy, không cần phải đẹp trai, chỉ cần hai cái đầu tốt thôi. Cái nặng nề của nó, của văn hóa. Thì văn hóa là gì? Văn hóa là mọi cái, là cái còn lại sau khi mọi cái mất đi. Cho nên hàng nghìn năm họ để lại một cái còn lại. Đó là nói đến cái chuyện đấy là đồng nghĩa với tục tĩu. Nhưng mà rất là tuyệt vời là khi chúng ta thực hiện cái nền văn hóa phẳng. Khi nó phẳng nó tràn vào thì những ngày hôm nay cải thiện được rất nhiều. Nhưng một bộ phận dân chúng nữa thì
vẫn chưa tiếp cận được, cho nên mình dung hòa. Vâng, tức là vẫn đủ giữ lại cái ý nhị của văn hóa truyền thống đúng không ạ, của một nước Á Đông, nhưng chúng ta dù mượn một cái khái niệm khác là cái đó hay là cái bu di như tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói, nhưng chắc chắn ai cũng hiểu là chuyện gì, và chúng ta sẽ nói đến nơi đến chốn để xem là xung quanh câu chuyện của cái đó thì nó sẽ có những điều gì có thể xảy ra và khiến cho đàn ông quan tâm. Thưa tiến sĩ Lê Thủy Tươi, chuyện mà nam giới quan tâm khi mà đề cập tới cái chuyện tình dục học thì theo tiến sĩ Lê Thủy Tươi sẽ là chuyện gì ạ? Đàn ông quan tâm đến cái gì? Thứ nhất là có cương không? Nhá. Thứ hai là cường, tức là cái cương ấy có đủ cứng không? Và thứ ba là trường, tức là có kéo dài hay không? Cái kích cỡ này á, đàn ông cả thế giới quan tâm, tức là không bao giờ hài lòng với cái mà mình đang có. Khi mà một anh mà có cái khẩu súng lục ấy, thì anh dứt khoát là phải xin Thượng Đế làm thế nào mà tôi có hẳn khẩu súng trường. Tôi nhớ là cách đây cỡ 10 năm tôi có viết một cái bài ước mơ biến súng lục thành súng trường, mà đăng hẳn trên báo Pháp Luật thành phố, mọi người rất là hoan nghênh. Đàn ông quan niệm cái đó không phải là công cụ, mà cái đó là sức mạnh. Cái chết là nó nằm ở chỗ đó. Mình cứ tưởng rằng là cái khẩu súng càng to thì bắn càng tốt. Mình cứ tưởng rằng là cái dương vật của mình càng lớn ấy, thì mới thể hiện sức mạnh của đàn ông. Đấy là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là khi mà mang súng ra dùng hay là mang cái công cụ ấy ra dùng ấy, thì chúng ta lại nghĩ rằng là thế này. Đã thế thì cái khả năng của mình ở trong phòng the, tức là cái khả năng làm bàn ấy, nó phải ác liệt lắm. Đàn ông mà bắt đầu là đêm tân hôn ấy, thì dì tai bảo nhau thế này. Cái trận đầu ấy là phải đánh thắng cho giòn giã. Nếu mà không thì không thể hiện được sức mạnh của đàn ông. Còn bây giờ thí dụ như anh mấp mé, anh hơi cương cương lên chút rồi sau đó nó hết, thì coi như là vứt đi rồi, đúng không? Thế giờ cũng có cương được, nhưng mà không có trường, tức là chỉ được một lát thôi rồi chấm hết, thì kể như là cái cuộc ân ái ấy thất bại, đúng không? Và đã rất nhiều các cái gia đình ấy là sụp đổ chỉ vì cái chuyện tình dục không có hòa hợp với nhau được. Đấy, đấy là hai vấn đề mà tôi cho rằng là rất là quan trọng đối với đàn ông. Một là công cụ của anh ta, to hay bé, ngắn hay dài. Úi dồi ôi, cái đấy là cái muôn thuở. Đàn ông mà bắt đầu có người tình mà thử cái, trời ơi, hồi hộp, căng thẳng mà. Thế đấy, nó mê ly lắm, tưởng chừng như cái chuyện đấy là chuyện đấy, là lên đến tận 9 tầng mây á. Hồi hộp quá, ra đến nơi nó tuột cái bạch luôn, chẳng được cái gì cả. Sợ lắm, lại viết thư hỏi bác sĩ là có phải như thế là em bị xuất tinh sớm không? Rồi, xong lại có những anh là như thế này, lấy vợ hẳn hoi đàng hoàng rồi, nhưng mà chuẩn bị rất là sẵn sàng. Hôm ấy là em ơi, hôm nay là anh phải làm một trận cho ra trò. Nhưng mà vừa mới bắt đầu vào cuộc ấy, nó giống như xe vừa ấy nổ máy xong tự nhiên nó xẹp bánh luôn, không làm ăn gì được. Thì những các cái chuyện ấy thuộc về cái hàng gọi là bệnh lý, mà người ta gọi là rối loạn cương dương. Thì bây giờ đàn ông có rất nhiều cái chuyện trăn trở, mà ở đây tôi xin thay mặt những người đàn ông của chúng ta để nói về những cái điều mà người ta đang lo lắng. Vâng, trước khi mà thực hiện chương trình này ấy, thì chúng tôi cũng có thực hiện một cái cuộc khảo sát nho nhỏ, tiếp cận với rất là nhiều nam giới quý ông ở những độ tuổi khác nhau, những người trẻ, những người trung niên và cả những người cao tuổi, để xem là khi nói về vấn đề tình dục, chuyện phòng the thì họ quan tâm đến vấn đề gì. Thì cũng rất là trùng hợp với ý kiến của tiến sĩ Lê Thủy Tươi, là chúng tôi thấy có một tỷ lệ rất là lớn người ta quan tâm đến chuyện xuất tinh sớm, và đặc biệt vấn đề này thì lại ở người trẻ nhiều hơn, thanh niên trẻ tuổi. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện rối loạn cương, có nghĩa là cái chuyện mà người ta có mong muốn nhưng mà không làm được, được không đủ lâu nhưng lâu lại không đủ chất lượng. Đó là câu chuyện của rối loạn cương. Và một câu chuyện nữa thì hình như nó lại là câu chuyện của những người đàn ông lớn tuổi hơn, là cái chuyện rối loạn cảm xúc hay là giảm ham muốn. Và không biết rằng là cái kết quả khảo sát đó của chúng tôi cũng như những thông tin mà tiến sĩ Lê Thủy Tươi vừa chia sẻ thì nó có đúng với cảm nhận của một người đàn ông không, thưa tiến sĩ Lê Thẩm Dương? Đúng. Thế nãy tôi ngồi nghe bác sĩ Tươi nói, không biết là mình rơi vào trường hợp nào. Đầu tiên nó hình như là câu chuyện của mình. Đúng rồi, giống như là nói về mình vậy đó. Thế nên là cũng thắc mắc là từ kích cỡ hình dáng đúng đúng đoán luôn.
cảm xúc thế. Vâng, như vậy đầu tiên là chúng ta rất là mừng vì tiến sĩ Lê Tẩm Dương nói rằng là đúng, đấy là những câu chuyện rất là quan trọng với đàn ông. Thế còn Phương Trinh, Julie, từ trước đến giờ thì em tưởng tượng là đàn ông người ta ngồi với nhau người ta nói chuyện gì, và có bao giờ em nghĩ là à họ ngồi với nhau và họ nói những câu chuyện như là tiến sĩ Tươi hay là tiến sĩ Lê Thẩm Dương vừa cái nói cái tính tới. Em nó cũng hơi men cho nên em ít có chơi với con gái, em bạn em toàn là đàn ông với con trai thôi, cho nên là khi mà ngồi với nhau á thì rất thoải mái, mà thường á thì nói với nhau là về vấn đề hôm qua tao mới cua đường ghệ ngon lắm, nhưng mà hình như là tao sao mày ơi, vô cái xíu là bắt đầu là hết tiền rồi, có người đi chợ chưa tới mua được mà hết tiền rồi, không biết sao nó sao kỳ lắm mày ơi, mà trong khi đó những người bạn của em là tầm từ 35 trở xuống thôi chứ không hơn đó, cho nên là những vấn đề mà những người đàn ông em biết được là ngồi với nhau là bàn về vấn đề đó. Phương Trinh nghĩ rằng là cái ám ảnh của người nam giới, người ta cứ phải bận tâm về cái chuyện to hay bé, dài hay ngắn đấy, nó có thực sự là cần thiết hay không? Thực sự đối với lại một người phụ nữ sẽ có cái kích cỡ của người đàn ông và kích cỡ của phụ nữ nó khác nhau, cũng giống như phụ nữ cũng vậy, có người thì họ cần to họ mới cảm thấy fit vô cái cơ thể của họ là vừa với cơ thể của họ, có người cũng không cần phải to đâu, nhưng cái vấn đề mà người phụ nữ quan trọng nhất là phải cứng. Giống như là bây giờ trái chuối bóp một cái là nó nát, nhưng mà trái cà rốt cầm lên là nó vẫn nằm trong tay đó. Ví dụ okay. Là như vậy. Ngoài chuyện cứng ra thì còn chuyện gì quan trọng nữa? Dĩ nhiên là thời gian dài. Dạ trường đấy. Dạ trường giống đấy. Như là bác sĩ Tươi nói, nhưng mà không phải là trường, là giống như Trinh nói là khả năng của mình, cái thời gian mà mình đủ cực khoái là 30 phút nha, nhưng mà có những người là 5 phút họ vẫn có thể thỏa mãn được khả năng của họ, cho nên cái vấn đề các anh quan tâm đó là gì, đó là phải trường như thế nào đủ để làm cho người phụ nữ của mình cảm thấy cực khoái. Vậy thì Phương Trinh nghĩ như thế nào là một cái tiêu chuẩn phong độ của một người đàn ông? Nói từ phong độ đây là cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Trước hết đó là mình nói về cái nghĩa đen, khi mà mình đập con mắt mình nhìn người đó trước đi. Giống như là bây giờ nếu như Trinh chưa có bạn trai, Trinh nhìn người đàn ông như thế nào là bắt mắt, thì người đó thứ nhất là phải sạch sẽ nè, phải có văn hóa nè, rồi mình nhìn thấy cũng ngon lành, nhìn cái bề ngoài cũng có cơ bắp này nọ, là khi mình nhìn thấy người đó cũng có cơ bắp là chứng tỏ dạ râu ria này nọ cũng nhìn cũng ngon lành, là mình phải thấy về vấn đề phong độ bên ngoài rồi đó. Và khi mà mình đi sâu vào bên trong, về vấn đề bên trong thì mình thấy là anh ấy đã có thể cứ rất là nhanh và giữ được rất là lâu và làm cho mình thấy rất là hạnh phúc, và đó là cái phong độ về cái nghĩa bóng, đó là cái mà Phương Trinh nghĩ là người phụ nữ rất là cần thiết. Đối với em thì em rất là thẳng thắn, trong tình yêu mà không có tình dục thì giống như là tình bạn rồi chứ đâu còn là tình yêu nữa, đúng không chị? Cho nên là bây giờ bản thân của em mà người bạn trai em không đáp ứng được đủ cái nhu cầu về tình dục của em thì em không cảm thấy hạnh phúc, và nếu không hạnh phúc thì mình sẽ không có yêu nhau lâu dài được, thì làm sao mà có thể kết hôn với nhau và hạnh phúc lâu dài. Vô cùng đúng là rồi. Thẳng thắn đúng không ạ? Rất thẳng. Chúng tôi nghĩ rằng là ít có một cô gái nào dám thừa nhận một cái câu chuyện như vậy, nhưng mà nó vô cùng quan trọng khi mà người ta có thể trao đổi với nhau những cái thứ mà rất là quan trọng nhưng mà lại khó nói như vậy. Vâng, tiến sĩ Lê Thẩm Dương thì nghĩ gì về điều này ạ? Cái điều đó là đúng đấy, là trong gia đình thì thứ rõ lắm. Khi mà mình đừng có quá quan tâm đến công việc, quan tâm tới vợ, đầu tiên là quan tâm cái đó, thì sáng mai nó khác. Thế đừng có tưởng đưa tiền về, này, ông đừng có tưởng tôi cần cái này nhá, thế còn cần cái gì nữa thì tôi hiểu, là tôi hiểu cần cái gì rồi. Vâng, ở đây thì quay trở lại một cái vấn đề mà rất nhiều đàn ông quan tâm. Chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một bạn mới 23 tuổi. Bạn hỏi là: thưa bác sĩ, tôi mới 23 tuổi nhưng quan hệ lúc nào cũng chỉ được khoảng 1 phút, thậm chí có cảm giác là vừa chạm vào vài ba nhịp thì đã xuất tinh luôn. Trước đây thì tôi có thường thủ dâm và coi phim sex. Tôi không biết đó có phải là nguyên nhân khiến tôi bị ra sớm hay không. Tôi muốn hỏi tiến sĩ Lê Thẩm Dương ạ, bạn vừa nói là bạn chỉ khoảng 1 phút, thì theo tiến sĩ thời gian bao nhiêu lâu thì là vừa? Đối chiếu với tôi và đối chiếu với những người tôi khảo sát thì người tôi thấy là tài liệu mới nhất người ta nói kể từ khi bắt đầu chạm cho đến khi hết chạm, không tính khởi động với tăng tốc, thì là 7.3 phút. 7.3 thì phút là bình thường. Trung bình 1.8 phút mà trở xuống ấy, dấu hỏi. Còn cỡ là đụng vào cái ấy, thì phải đi chữa bệnh ngay.
Đấy, bà mức rõ ràng lắm. Vậy thì tóm lại dưới một phút là chào thân ái rồi, sẽ đi hết hết tiền à. Vâng. Phương Trinh thì nghĩ sao ạ? Theo em thì bao nhiêu phút là vừa? Thật sự bản thân em nha, em có nhu cầu là trên 30 phút mới đủ thỏa mãn cho cái nhu cầu tình dục của em. 30 phút thì number one. Cho nên tí nữa tôi mới nói là nhiều ông cứ tưởng mới hết chợ, không phải. Thực ra là trên 8 phút rồi. Yeah. Nhưng tại vì đối tác của mình nó kinh quá. Bạn của mình kinh quá, yeah. Đòi 30 phút. Cho nên là ngay từ đầu là Trinh đã nói là nếu như mà yêu nhau là phải cân bằng về vấn đề tình dục thì mới có thể hạnh phúc được. Nhưng mà đối với Trinh thì một phút là quá ít. Quá ít. Quá ít. Nguy hiểm rồi, phải đi chữa. Nguy hiểm rồi, là bạn đó phải chữa bệnh. Chắc chắn là ở đây thì cần ý kiến của tiến sĩ Lê Thùy Tươi. Không chỉ là chuyện 1 phút hay 7 phút rưỡi hay là 30 phút. Và quan trọng ở đây bạn có nói là đến cái chuyện là bạn thường thù dâm này, coi phim sách này. Và bạn không biết rằng là đầu tiên là 1 phút như vậy thì có phải là bất thường hay không. Và cái thứ hai là cái chuyện thù dâm và coi phim sách nó có ảnh hưởng gì đến cái việc là bạn thường bị xuất tinh sớm như vậy hay không, thưa tiến sĩ? Xuất tinh sớm ấy, nó liên quan rất nhiều đến chuyện thủ dâm lúc mà các bạn trai dậy thì. Khi mà dậy thì á, thì chúng ta biết rằng là cái hormone nam ấy, nó bài tiết rất là dữ dội. Nhưng mà lúc ấy các bạn không có đối tượng. Là một, với thứ hai là tuổi của các bạn ấy thì người ta cũng không chấp nhận là các bạn quan hệ sớm. Thế thì bây giờ là các bạn chỉ có một cách là thủ dâm. Thế thì thủ dâm... Cái thứ nhất ấy, là có thể tạo ra một cái ảnh hưởng trên các cái vi mạch máu ở tại dương vật ấy. Nó làm cho ở cái thân dương vật ấy, tự nhiên các cái hệ mạch máu ấy, nó nuôi dưỡng dương vật kém hẳn đi. Cho nên có anh ấy, viết thư cho tôi, anh nói là ngày xưa anh hay thủ dâm. Bây giờ tự nhiên anh có cảm giác là cái dương vật của anh ấy bé lại. Cái chuyện ấy là có. Cái thứ hai nữa là mình tác động vào đó, mình làm cho tự nhiên cái độ nhạy cảm của dương vật ấy, nó tăng lên rất là dữ. Cho nên là khi mà chuẩn bị là quan hệ với một bạn gái ấy, thì chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền. Cái thứ hai, bây giờ nói đến phim sách. Phim sách có gây xuất tinh sớm không? Xin thưa là có. Là bởi vì nó tạo ra với các cái bạn trẻ, đặc biệt là cái bạn mà 23 tuổi. Và bạn coi phim sách, có một số anh ấy vừa coi phim sách vừa thủ dâm nữa. Bởi vì thấy người ta làm cái gì thì mình cũng làm, ở dưới chịu không có nổi. Thành thế ra cuối cùng ấy là dẫn đến cái tình cảnh là xuất tinh sớm. Thì cái này á, cũng nhân đây tôi cũng muốn là cảnh báo. Thứ nhất là về sức khỏe thì suy giảm. Thứ hai nữa là nó ảnh hưởng trực tiếp trên cái dương vật. Và thứ ba là nó gây nên cái tình trạng xuất tinh sớm sau này. Thế thì bây giờ bao nhiêu lâu thì gọi là xuất tinh sớm? Lúc nãy anh nói là 1,8 phải không? 1,8, dưới 1,8 thì gọi là xuất tinh sớm. Anh nói cái đó là anh nói của thế giới, đúng không? Thế giờ đàn ông Việt Nam ấy, thì theo thống kê ấy, ở đây mình lấy cái mốc thế này. Dưới 2 phút thì gọi là xuất tinh sớm. Mà mình phải tính từ cái lúc mà thâm nhập cho đến lúc kết thúc. Chứ không phải là anh tính cả cái chỗ khúc dạo đầu. Không phải như thế. Thành ra chuyện này cho nó rõ ràng rành mạch ra để cho chúng ta hiểu vấn đề thế nào là xuất tinh sớm. Thì bây giờ này, theo thống kê chung ấy, thì cái điều này nói các anh đừng có buồn. 60% đàn ông xuất tinh sớm đấy. Một cái tỷ ở Việt Nam đấy, cái tỷ lệ lớn lắm. Vâng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tiến sĩ Lê Thùy Tươi đã khẳng định rằng cái chuyện mà xuất tinh sớm ở người trẻ thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng cái chuyện mà thủ dâm kèm theo xem phim ảnh, sách, mình vẫn gọi là như vậy đúng không ạ, thì nó sẽ kích thích cái việc mà khiến cho cái nhu cầu thủ dâm tăng lên, và tất cả những cái điều đó thì nó khiến cho bạn sẽ gặp phải cái tình trạng là xuất tinh sớm khi mà có quan hệ tình dục thực sự. Còn thưa tiến sĩ Lê Thẩm Dương, trong cái giới tài chính ngân hàng thì chắc chắn là tỷ lệ nam giới tham gia vào đông hơn là phụ nữ rồi. Bên cạnh những cái chuyện liên quan đến chuyên môn thì tiến sĩ có quan sát và lắng nghe thấy họ bàn về cái câu chuyện ví dụ như cụ thể là xuất tinh sớm, tức là chuyện đi chợ mà chưa kịp mua gì đã hết tiền, và những cái nguyên nhân cũng như là những cái cảm giác mặc cảm mà họ cảm thấy hay không ạ? Thực ra lúc tôi còn nhỏ là cái lúc mà như bác sĩ Tươi nói là khi mà tuổi chúng tôi ở sung mãn nhất ấy, thì cái thời kỳ đó nói đến tình dục là gần như là tuyệt đối. Thực ra là cả một cái vùng tuổi trẻ không được nhận cái gì. Đến khi lớn rồi ấy, thì tôi lớn hơn các bạn trẻ nam ở trong cái giới này, thì những nghề như bác sĩ, nghề tài chính ngân hàng, nghề luật
Thế đó, nó gọi là nghề cao cấp, tức là người ta dùng não chủ yếu chứ không dùng cơ bắp. Cho nên là cái ảnh hưởng đến mức khủng khiếp luôn. Tôi nhìn thấy rất là rõ, vì các bạn trẻ hỏi tôi rất nhiều. Họ hỏi tôi, hỏi công khai luôn. Thì lúc đấy bắt đầu lớn tuổi thì tôi lại nhận được, chứ không phải từ đồng đội. Tôi hiểu rằng rõ ràng nó có những nguyên nhân là tất yếu tuổi nó già thì nó phải giảm. Thứ hai là do anh bị bệnh chẳng hạn, tim mạch chẳng hạn, thì nó cũng phải giảm. Nhưng thì tôi chứng minh rất là rõ cái nguyên nhân tâm lý. Nó bị stress một cái, lo toan cái, căng thẳng cái, tất cả về mò hết. Thì trong cái giới tài chính của tôi là nhiều nhất. Bởi vì các bạn hỏi tôi rất nhiều. Thành ra là lúc đó tôi lại phải đưa ra giải pháp là cố gắng. Cho nên tôi hơn ai hết tôi hiểu cái khái niệm cân bằng cuộc sống lắm. Và tôi đi nước ngoài thì tôi thấy bắt đầu vào thứ bảy chủ nhật, lập tức các đối tác tôi liên lạc ấy, lập tức cái là đóng mèo ngay. Dứt khoát không giao dịch, nghỉ là nghỉ. Dứt khoát thế đó. Cho nên họ ăn, họ kéo dài bữa ăn ra, ăn để thụ hưởng cái ẩm thực ấy. Còn mình ăn là để làm, ăn để sống. Người ta sống để người ta ăn. Họ khoa học hơn nhiều. Cho nên cái mảng sinh lý thì tôi không dám. Nhưng mà trong giới bọn tôi đang làm thì các bạn bị ảnh hưởng vấn đề tâm lý, mà ảnh hưởng tới cái này nhiều lắm. Vâng, thế còn Phương Trinh thì em có nghe thấy nhiều người trẻ, nhiều bạn trẻ nói về cái việc là họ gặp phải cái tình trạng xuất tinh sớm như thế không? Và họ đối mặt với cái chuyện đó như thế nào? Có lo lắng không? Em nghe chính từ bạn bè em rất là nhiều. Xong rồi hỏi, ê mày tập yoga vậy rồi tụi tao nam tập được không? Tao thấy nữ tập không à? Ê tập yoga vậy nó có tăng cái thời gian lên không mày hay gì đó? Hỏi em. Ừ thì yoga thì nó cũng một phần tác động đến cái vấn đề sức khỏe về tình dục đó, mày tập thử đi. Nhưng mà cái một bạn tập một thời gian mà thấy nó vẫn như vậy. Xong rồi nói, ê bây giờ tao thử tao mua mấy cái thuốc mà uống nhanh nó, bây giờ tao xài thử coi sao. Các anh bạn của em mua để sử dụng, rồi xài được lúc đó thấy ồ nó cũng lên nhanh quá, cứng nhanh quá, xài cũng ngon quá. Nhưng mà sau đó thì lại ảnh hưởng tới sức khỏe, hay là những lần sau lại uống mà Hyperviv mà nó cũng không lên. Ngay cả những người bạn thân trên một con gái có tâm sự là chồng tao dạo này ông bị stress. Giống như là tiến sĩ nói là khi mà làm việc công việc mà tiền bạc nhiều quá bị stress, không lên được. Xong mà cái ông lén tao ông mua mà bị tao phát hiện mày. Nhưng mà tao nói ủa sao hôm nay lạ vậy, ta làm việc cả ngày mà sức khỏe vẫn cương được. Nhưng mà tự nhiên được có 5 phút đầu thôi. Xong rồi cái lại xìu xuống. Xong cái lúc đó tao gần được thăng hoa rồi. Ông làm tao mất hứng. Xong cái nó giận. Nó giận chồng cả gần 2 tuần. Xong cái lúc nào đi ăn với em cũng đi hai vợ chồng. Hôm nay đi có một mình nó tâm sự với em là ổng vậy đó. Xong tao phát hiện trong cái túi của ổng có cái viên đó. Cái viên gì vậy mày ơi? Xong rồi tao mới tìm hiểu. Trên mạng tôi tìm Google tôi coi đó là cái gì thì ra đó là thuốc hàng nhanh. Rồi cái kết quả là bây giờ ổng làm mà tao gần lên rồi, cái ổng làm tao tụt hứng, xong tôi lên làm tao được hứng. Đó là cái tâm sự của bạn em khi mà có người chồng sử dụng hàng nhanh, là chính cái tâm sự thực sự của bạn em luôn đó. Tức là như vậy thì chính là phụ nữ lại thẳng thắn hơn và mong muốn tìm những cái giải pháp mà nó hiệu quả và an toàn cho người chồng, người bạn trai của mình hơn là các anh. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương nghĩ gì về cái việc mà sao là đàn ông lại cứ phải giấu giếm cái việc như vậy? Cứ giấu mãi thôi. Thì thế nó mới gọi là anh đàn ông. Cái anh đàn ông ấy nói ở góc độ đời thường ấy hèn lắm. Khả năng chịu đựng sau ly hôn kém lắm. Khả năng mà tự thừa nhận mình kém lắm. Bởi vì anh ấy là lúc nào cũng con gà tức nhau tiếng gáy. Không có gì khốn nạn bằng để cho vợ mình khen chồng hàng xóm. Như thế. Cho nên bản thân trông thì hoành tráng thế thôi. Chứ ở bên trong ấy, tôi định nghĩa là bản chất đàn ông chính là thằng trẻ nít có dâu. Cho nên là dỗ dành thì nó nói. Còn hung hăng là ra bàn nhậu toàn nói vét. Hung hăng. Thực ra là ở trong cái giới của tôi thì hình như là cái nhận thức ấy, họ cũng đến một cái ngưỡng. Cho nên họ thận trọng cái đó lắm. Nhưng mà họ lại giải quyết bằng cách tiêu cực hơn cơ. Tức là họ tìm cách họ né. Họ bịa chuyện rồi họ bận thế nọ thế kia. Thế thành ra là cái người phụ nữ của họ cứ âm thầm chịu đựng ấy. Nhưng bảo là tích cực giải quyết thì lại không phải đâu, vì ông sợ. Như thế. Thế mà bây giờ bảo để tâm vào cái việc ấy để tìm hiểu thì công việc nó cuốn. Rồi lại kêu có gì được, cần quái gì. Nhưng mà thực chất là né nhiều hơn. Thứ hai là có bố rất là thích là dùng thuốc nam mà lại không dám hỏi cái ông thầy thuốc nam
rồi ông đồng ý không dám hỏi, sợ quê cả với bác sĩ luôn đấy. Lại bắt đầu tự đi cho mình là hiểu biết, thế là mò mẫm là rượu rắn, rượu tắc kè, đi công tác ở đâu, đi công tác ở đâu là học trò hay là đệ tử cho cái đó là khoái lắm. Và cuối cùng rắn ông uống vào có được đâu, nó ngoẹo xuống giống con rắn ấy. Rồi cái Samalibat của mình ấy, thì một số người thế này khổ, rất hiểu Samalibat nhưng không bao giờ mua, nhưng mà cứ rúi rúi như thế này. Xấu hổ. Xấu hổ, cầm cái đó cũng xấu hổ, nhưng mà dùng cũng giấu, khổ thế chứ nhỉ. Thành ra là thôi thì đấy là đặc điểm giới tính. Đàn ông và đàn bà đầu tiên nó có một cái cục, là cục chung. Phàm đã là đàn thì ai cũng như nhau. Đừng có nghĩ là đàn ông là tình dục máu hơn đàn bà. Không, đã là đàn là giống nhau. Thứ hai là có một phần nửa giống nửa không, và có một phần khác hoàn toàn. Thì cái chỗ mà các chú không dám nói á, là cái phần khác hoàn toàn hết. Cái chỗ này càng lý giải càng bí, bởi vì nó mang đặc điểm đặc sệt tính giới tính. Giải pháp là gì? Một là hàng ngày vẫn phải đạt độ tăng trưởng, nhưng đồng thời hàng ngày vẫn phải đạt được nền tảng. Chỉ đạt một trong hai là tiêu. Đó. Thế thì lấy cái gì để đạt được cái đó? Ngày xưa là y học chưa giải quyết được. Bây giờ giải quyết được rồi. Ai, có mà lại không biết sao. Có theo nghĩa nào? Thì trong một đời người như Lê Thẩm Dương ấy, trong gia đình, đất nước và doanh nghiệp, người ta có hai cái chiến lược. Chiến lược hoạt động, đó là chiến lược đạt được tiền hàng năm, lúc nào cũng có tiền để đi chợ. Và đạt được cái thứ hai, đó là nguồn lực của mình hàng năm nó tăng bao nhiêu để tiếp tục có tiền ở sang năm. Thì người ta gọi là chiến lược phát triển. Bây giờ anh thay cái phần nhanh này đi, anh thay bằng Alibat đi, đúng không? Thế thì có phải anh đạt cả hai không? Tại sao lại anh nhồi cái nhanh này và anh toi mạng, anh đạt được mỗi chỉ tiêu tăng trưởng, chỉ tiêu nền tảng gặp hết, thế là mất cả. Nó cụ thể lắm. Đang tăng trưởng dựa trên nền tảng thì mình lấy nền tảng làm trục. Nhưng đầu tư nền tảng thì liên tục các năm sau tăng trưởng từ 7 phút lên 30 phút. Tôi thì tôi quan sát mấy cái anh nhà giàu thế giới, và bọn tôi được nghiên cứu vì lịch sử của họ mà. Tại sao lại không phải là 100 tuổi? Tức là bây giờ theo tiến sĩ Lê Thẩm Dương, làm thế nào mà giúp cái người đàn ông cởi bỏ được cái sự xấu hổ không dám bàn đến chuyện này một cách nghiêm túc, rồi xấu hổ không dám dùng một cái giải pháp biết là nó tốt, biết là nó an toàn và khoa học, nhưng mà cũng không dám dùng, thậm chí là không dám cầm lấy cái chai Smartypass như là tiến sĩ nói. Nguyên nhân của nó là văn hóa, là cái cuối cùng còn lại, nó khắc sâu vào người ta lắm. Nhưng mà chỉ có biện pháp tốt nhất ấy. Không có ông thầy nào dạy được tốt nhất bằng thầy đời. Thầy đời nó tát cho bạc bạc bạc, đói ăn là làm tất, nếu là trong kinh tế. Thầy đời nó tát cho bạc bạc bạc, ra tòa ly hôn 60% vì yếu sinh lý. Cho nên ở đây thì nó là một quá trình thay đổi văn hóa dần dần. Khi mà cái kinh tế phẳng ấy, kinh tế mở, nó bắt đầu nó vào, thì bắt đầu là tôi thấy cái nhận thức ở từng bộ phận dân cư của Việt Nam ấy, thì tôi thấy nó khác lắm. Thành ra là cái bộ phận còn lại là ở cái vùng mà thấp hoặc là chưa đạt được ấy, thì nó còn. Chứ còn ở thành phố thì hình như có vẻ khá yên tâm. Cái giải pháp thứ ba nữa là phải có những cái buổi thế này. Tức là phải làm sao cho bác sĩ tươi giải thích cho bà con. Bây giờ tôi hỏi anh Thẩm Dương, anh bị viêm họng, anh có đi mua kháng sinh anh uống không? Vậy mà đến khi mà anh yếu sinh lý á, thì anh bắt đầu là giấm rúi. Mà cái giấm rúi này ấy, nó có là cơ hội cho những anh mà có lên mạng ấy, thì đi tìm những các cái thứ mà cấp tốc, đúng không? Cấp tốc ấy thì nó cũng lại nguy hiểm nốt. Là bởi vì sao? Bởi vì như lúc nãy tôi nói là cương, cường và trường chứ. Thế thì khi mà nó cương ấy thì nó lại quá đà. Nó bình thường ấy thì người ta cương vừa đủ, nhưng mà bây giờ thì lại cương, nó lại cứng đơ ra, nó đứng ngay giữa cái 12 giờ. Thế thì cái người phụ nữ mà nhiều khi người ta thỏa mãn rồi, người ta thấy anh vẫn còn cứ hì hài hụi, người ta không thích nữa. Đấy là chưa kể những các cái tác dụng phụ của nó. Tôi đấy, thí dụ tác dụng phụ trên mắt ấy, nó có thể nhìn thấy ánh sáng xanh, rồi sau đó đến hôm sau thì bắt đầu nhìn mờ. Có thể tác dụng trên tai, có thể gây ra tai điếc. Tác dụng trên tim mạch, có thể gây ra hạ huyết áp. Và nếu không cẩn thận, anh có cái tim mạch tiềm ẩn ấy, có thể gây ra thượng mã phong.
tức là chết giữa trận tiền luôn. Và có người, có anh nói đùa với tôi rằng là đấy là tư thế chết đẹp nhất hành tinh. Tôi cũng hiểu là đẹp nhất hành tinh là như thế nào. Nhưng mà những các cái chuyện ấy nó xảy ra, và cái sĩ diện của đàn ông, sĩ diện của gia đình lại giấu luôn. Có đúng không? Đấy, cho nên tôi mới nói là cái sĩ diện của đàn ông là sĩ diện là cái tử huyệt của đàn ông đấy. Vâng, thế còn Phương Trinh, em có nghe thấy những người khác họ nói chuyện, những người đàn ông họ lớn tuổi hơn một chút chẳng hạn, họ có gặp phải cái tình trạng đó không? Và theo em họ có dễ dàng để nói ra cái chuyện mà họ gặp phải cái trường hợp xuất tinh sớm không? Nói không xa, ba em. Thì ba em năm nay cũng đã 60 mấy tuổi rồi. Và nhưng mà vẫn quan tâm tới vấn đề đó, vấn đề tình dục. Làm sao để có thể mà giữ được cái lửa giống như là thời còn trẻ. Giống như là lúc nãy giờ mọi người đã từng chia sẻ với nhau là hay có ngâm rượu này nọ để uống đó cô, để có thể tăng cường bổ tráng dương gì đó, mấy ông lớn tuổi hay vậy. Nhưng mà em thấy thì nó cũng không có kết quả gì nhiều hết. Còn cái trường hợp mà lớn tuổi yếu thì em không có rành về vấn đề về sinh học giống như là bác sĩ Tươi. Nhưng mà em nghĩ giống như cái cây á, lúc còn non á, thì nó xanh, nhưng mà khi già thì nó cũng héo. Em nghĩ chắc là đàn ông khi mà lớn tuổi thì nó cũng sẽ yếu đi theo thời gian. Yeah. Ngay cả phụ nữ cũng vậy. Cái này thì chắc là phải nhờ bác sĩ Tươi để mà có thể tư vấn và cho Phương Trinh cũng như là khán giả biết thêm về cái vấn đề này rồi. Cái này thì nó rất là rõ. Từ trước ấy thì người ta giải thích cái chuyện xuất tinh sớm là do yếu tố thần kinh tâm lý. Cái đầu tiên là như thế. Thì người ta yêu cầu rằng là thôi thì bây giờ anh bị căng thẳng quá thì anh phải giải tỏa cái căng thẳng, anh bị stress, anh giải tỏa cái stress đi thì chắc là nó sẽ ổn. Thế thì bây giờ này, những cái người đó có ổn thật không? Chưa chắc đã ổn thật. Là bởi vì sao? Là bởi vì rằng là khi mà bị cái stress như thế thì cái hệ mạch máu ở ngay tại cái dương vật ấy nó đã chịu ảnh hưởng rồi. Thần kinh mạch máu nó phải từ trên não nó dồn xuống dưới đó, tới nó mới tạo ra một cái phản xạ là tất cả máu nó ùa vào cái thể hang, nó mới tạo ra cái chuyện cương. Thế bây giờ là tự nhiên ấy, là anh bị căng thẳng thần kinh, anh bị stress triền miên như thế thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái mà gây nên cái phản xạ cương. Thế là bây giờ người ta lại chuyển hướng sang một mặt ấy, là anh phải giải tỏa cái stress. Anh phải làm cho cái cuộc sống của anh nó khoa học hơn. Anh ăn, anh nghỉ giống như tiến sĩ Thẩm Dương nói đấy. Người ta thư giãn tuyệt đối để người ta hy vọng rằng là hồi phục lại cả cái hệ thần kinh nội tiết. Cuối cùng ra ấy, vẫn chưa ổn. Thì lại có một cái biện pháp nữa. Bây giờ chắc là ở cái chỗ cái đầu dương vật đấy nó là tập trung cái mật độ thần kinh nó nhiều kinh khủng. Cái cậu này nhạy cảm quá, vậy thì bây giờ nó lấy cái bao cao su ấy, chồng hai lần bao cao su vào để quan hệ ấy, thì nó đỡ đi. Thì đàn ông mới nói rằng là thế thì còn gì là sướng nữa, thà không có nữa còn hơn. Thế lúc ấy thì lại có một biện pháp nữa. Tức là nếu thế thì tôi xịt cái gì đó vào đầu dương vật, tôi làm tê cái dương vật đi, để cho nó không có nhạy cảm nữa, nó không xuất tinh sớm nữa. Nhưng mà cũng chưa ăn thua gì. Bây giờ mới đi tìm nguyên nhân để nói với các anh như thế này. Thật ra ấy, tất cả những các cái rối loạn về cương, cái xuất tinh sớm ấy đều có một kẻ thủ phạm nằm trong cơ thể các anh. Đấy là testosterone. Testosterone nó lại tác dụng trên toàn thân. Toàn thân cụ thể như thế nào? Nó làm cho các anh khỏe mạnh, cứng chắc, mọc lông, mọc râu. Rồi thì tóc thì mượt. Rồi thì giọng nói thì ồm ồm. Nó làm cho cái cơ bắp của đàn ông ấy nó nở hẳn ra. Cái khối xương cứng chắc. Cho nên người ta ví người đàn ông như một trái núi, là một chỗ dựa cho phụ nữ. Và nó điều khiển cả cái tinh binh nữa. Nó nuôi dưỡng, nó kích thích, nó nuôi dưỡng tinh binh. Và nó làm cho cái người đàn ông có ham muốn. Cái đó rất là quan trọng. Cái ham muốn, mà ham muốn của người đàn ông tôi hay dùng cái từ là bùng nổ. Khi nồng độ testosterone giảm xuống thì lập tức cái người đàn ông ấy có những các cái rối loạn ở bộ phận sinh dục và rối loạn cái quan hệ tình dục. Đó, thật ra thì đàn ông ấy cỡ 40 tuổi trở đi, người ta cứ tưởng bở rằng là 40 tuổi là nhìn phong độ lắm. Dạ, đúng không? 40 trông còn ngon lắm. Có những anh thì tóc hãy còn xanh, mà có những anh thì mới có một vài cọng tóc bạc thôi. Nhưng mà từ 40 tuổi trở đi ấy, thì cái hormone nam tính ấy, là testosterone đã bắt đầu suy giảm rồi. Ồ.
Thế thì khi nó suy giảm thì nó kéo theo cái hệ lụy của rất là nhiều thứ. Tức là không hiểu tại sao mà hồi này cái khả năng cương của mình nó kém. Một số anh ấy, thì là trước đây ấy, thì hùng mạnh bao nhiêu thì bây giờ lại rơi vào tình trạng xuất tinh sớm. Đó. Thành thế ra là có rất nhiều trường hợp ấy, bà vợ không hiểu. Thấy ông chồng bây giờ là làm ăn không khá, không hiểu tại sao là ông cứ né mình, còn đi điều tra. Thế thì bây giờ nói như anh Thẩm Dương ấy, tức là cái này này, là sĩ diện của đàn ông đến mức tức là muốn uống cái đó lắm. Thấy bác sĩ Tươi nói chuyện về sâm Alipat thích lắm. Ericoma longifolia ở trong ấy với lại một tập hợp những các cái thảo dược ở trong ấy. Nó nâng cao cái sức mạnh đàn ông, nó làm tăng sản xuất cái testosterone nội sinh. Mà đây là một cái sản phẩm rất là thiên nhiên. Muốn dùng ấy thì lại giấu. Đúng không? Lại giấu đi. Bởi vì là nhỡ người ta nhìn thấy người ta bảo là mình bị yếu sinh lý. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy này này, qua cái chương trình này tôi cũng muốn nói với các chị. Nếu như mà thấy ông xã mình yếu thì tôi nghĩ là tốt nhất là cái cách chăm sóc ông xã mình là bằng cách tức mình đi mua cái sản phẩm. Mà cái sản phẩm ấy bao giờ cũng phải hội đủ hai cái tiêu chí. Một là nó phải an toàn, nó không có tác dụng phụ. Hai là nó phải hiệu quả. Thì mình ấy là vợ chồng ấy, ông chồng có thể đi mua cái sản phẩm cho vợ, thì bà vợ sao không đi mua sản phẩm cho ông chồng về để cho cả hai cùng được tận hưởng, đúng không? Mà như lúc nãy anh Thẩm Dương anh nói ấy, tức là đàn ông phải biết làm cho đàn bà hạnh phúc, chứ không phải là anh chỉ sướng có một mình anh thôi. Vâng, và nếu như mà để Phương Trinh nói với lại các quý ông, những người nam giới đang còn e ngại về vấn đề này, không dám nói một cách cởi mở và cũng không dám thẳng thắn hay là tìm đến các bác sĩ, thậm chí là tìm những cái giải pháp mà an toàn khoa học, thì Phương Trinh có cách nào nói chuyện để mà giúp họ có thể cởi mở thẳng thắn về vấn đề này hơn không? Tiến sĩ Như có nói là đàn ông thường hay mua những cái thuốc này, thuốc kia, thuốc nọ về ngâm rượu thì để chữa trị những cái vấn đề về về sinh lý, đặc biệt là xuất tinh sớm, hay là để giữ cho cái sức khỏe của mình có thể cường dương được, sinh lực được về sau, về dài lâu nữa, thì mình phải đầu tư. Nhưng mà đầu tư như thế nào để mà vừa không có tốn nhiều tiền, không bị mất thời gian phải ngâm này ngâm kia ngâm nọ mà mình vẫn có thể có được sức khỏe, thì Trinh thấy hiện tại Việt Nam mình đang có cái loại sâm Alipat, là thứ nhất là sản phẩm dược phẩm rất là an toàn cho sức khỏe, tại vì đó là chiết xuất từ thiên nhiên. Thứ hai nữa là Trinh thấy để trong chai, nếu mà biết mất cỡ thì mình cứ đổ sang cái chai khác. Đó là thuốc nó mầm, nó cũng biết trong đó là thuốc gì. Thì ông cứ cầm giờ đổ vô hộp trà đi. Đi công tác đổ vô hộp trà rồi mình lấy một viên ra mình uống. Nếu như mà còn mất cỡ giống như là những người đàn ông mà tiến sĩ Dương nói, thì mình vẫn có thể mình cầm theo mình uống mỗi ngày cho sức khỏe mình tốt được, làm vợ mình vui được, làm bạn gái mình hạnh phúc được, mà vẫn có thể tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và có được cái kết quả tốt cho bản thân. Nó chỉ là giải pháp kết hợp thôi. Tại sao lại không công khai cái chuyện này? Thậm chí là vợ phải mua giùm chồng, yểm trợ, cổ động. Thế xong anh em bạn bè là phải khuyến khích. Tại vì cái đấy là khoa học, cái đấy là hạnh phúc, cái đấy là cuộc sống của mình. Tại sao mình phải giấu giếm? Cho nên ở đây nó còn liên quan đến vấn đề nhận thức. Còn trong giới bọn tôi thì nó nhận thức nhanh lắm ấy. Thành ra nó còn tùy vào cái phong nền kiến thức ấy. Coi thường cái chuyện tình dục, họ chưa thấy ý thức được thì chưa bao giờ họ làm. Và họ làm để cho nó nhanh, cho nó xong ấy. Trong kết cấu hạnh phúc, bên này là sức khỏe, bên này là bạn bè, bên này là sự nghiệp và bên này là gia đình. Thì hệ số của Tây ấy, nó để hệ số sức khỏe là 1, hệ số sự nghiệp 1, hệ số bạn bè 1, riêng hệ số gia đình nó để hệ số 2, về trọng số quan trọng của nó. Khi họ nhận thức được như vậy thì cái việc mà mua sâm Alipat về để cải thiện nền tảng và tại chỗ thì người ta sẽ xếp ưu tiên 1 đấy. Chứ không phải là sếp phải ưu tiên tranh thủ lúc nào xong. Họ ý thức rằng đấy là trách nhiệm với vợ, chứ không có chuyện là phải hay không. Ngoài là quyền của tôi ra, quyền tôi được sướng chứ. Nhưng đây là trách nhiệm, chứ anh đừng có lơ mơ ở đấy. Khi họ nhận thức được thì mọi chuyện đó em. Như vậy thì rõ ràng là cái quyền được tận hưởng cái hạnh phúc vợ chồng, đúng không ạ? Và trách nhiệm đối với người vợ nữa. Sao vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Xin mời ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Lê Thúy Tươi ạ. Thì lúc nãy ta nói cái chuyện xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm cũng là một trong những cái rối loạn. Và hiện nay người ta có thể dùng những các cái biện pháp, dùng một cái sản phẩm thiên nhiên, là sâm Alipat ấy.
cái Samalipat nó có cái thú vị như thế này. Nó có Ericoma longifolia, mà cái sản phẩm này ấy, là cái được cả thế giới nghiên cứu và được FDA của Mỹ thừa nhận từng này thứ. Thứ nhất là nó tác dụng vào tận cái não bộ, tuyến yên và tuyến sinh dục của nam giới để làm cho tăng sản xuất testosterone. Đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai á, cái quá trình mà bào chế, tinh chế cái Ericoma longifolia này là một quá trình tuyệt hảo bằng phương tiện hiện đại để cho ra những cái tinh túy nhất trong cái sâm Alipat. Đấy là tôi giới thiệu như thế. Thế sau đó thì các nhà khoa học Mỹ thì làm một cái việc nữa, tức là kết hợp một số các cái thảo dược rất là tốt để tạo nên một cái công thức gọi là platinum. Trong cái công thức platinum mới có cả những các cái chất làm trẻ hóa nam giới, một số chất nuôi dưỡng tinh binh, một số chất làm chống lại quá trình oxy hóa tế bào để tăng cái quá trình tuổi hóa, một số chất lại có tác dụng ấy là bổ sung cái tăng cường cái khí huyết của đàn ông lên. Thế thì tự nhiên ấy, cái người đàn ông mà uống cái Samalipat ấy thì người ta thấy rằng là người ta mạnh mẽ lên, đang thì xìu xìu ấy, tự nhiên mạnh mẽ cả cái cơ thể toàn thân, mạnh mẽ cả về khả năng tình dục, và người ta cảm thấy người ta trẻ trung, người ta yêu đời hơn. Còn nếu như mà testosterone giảm ấy thì tự nhiên người ta cảm thấy người ta xìu xìu, người ta không quyết đoán, người ta không quyết tâm làm việc nữa. Thì những cái này mới là cái mà chúng ta nói rằng là làm sao để bền vững đến 80. Mà anh Thẩm Dương anh muốn anh bền vững tới 100. Thì tôi nghĩ rằng là cái này cũng không có gì là sai cả, nếu như mà chúng ta dựa vào cái sâm Alipat Platinum. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 rồi, không phải còn mò mẫm nữa, không còn phải là đồn đoán nữa, không phải ra dốc gốc cây nhìn xem thử xem là có cái ông nào để lại cái số điện thoại ấy, chữa xuất tinh sớm hay là chữa rối loạn cương nữa. Bây giờ là cái thế kỷ của khoa học kỹ thuật. Thế thì bây giờ là các anh có thể ngâm rượu, ôi giời nhiều thứ rượu lắm, tôi nghe tôi rất là sợ. Cái thứ nhất ấy, là cái rượu người ta ngâm có đảm bảo là đã loại aldehyde chưa? Có nhiều khi chết vì rượu. Cái thứ hai nữa là những cái con vật ấy, tôi thí dụ như con bỏ bừa củi rồi thì con này con kia các thứ ngâm ấy, thì hiện nay không có một cái nhà khoa học nó chứng minh rằng là cái thứ đó nó bổ thận tráng dương thật. Tự mình đưa vào một cái vòng luẩn quẩn là tiền mất tật mang, thì coi chừng ấy, đang từ cái chỗ mà còn ngúc ngắc được chút đỉnh ấy, thì bây giờ nó trở thành ra mềm vĩnh viễn thì rất là rắc rối. Người xưa người ta ví cái quan hệ tình dục đối với người đàn ông nó giống như là cái người mà vác đất ấy, hay là đi cày ấy, nó nặng lắm. Cho nên là một lần như thế là hao tổn cái năng lượng trong cơ thể rất là nhiều. Thế bây giờ là cái mà động tác quan hệ tình dục ấy là một cái gắng sức. Khi mà gắng sức thì nó mới phát hiện ra cái bệnh tim. Thế bây giờ là nếu như mà anh bị cao huyết áp, mà cao huyết áp chưa đến cái mức mà gọi là chóng mặt nhức đầu để mà đi đến bác sĩ chẳng hạn, thế thì anh chả để ý gì cả, thì một cái áp suất máu rất là mạnh nó có thể đứt mạch máu não, gây ra tai biến mạch não, đột quỵ do nhồi máu não. Thế thì bây giờ là lại còn có trường hợp nữa, tức là có anh ấy là có 6 cái động mạch đi vào tim để nuôi tim chứ, thì nó tắc mất 2-3 cái rồi. Bây giờ một cái gắng sức như thế tắc thêm, nó gây ra một cái nhồi máu cơ tim, thì cũng là một cái trường hợp mà chết, mà chết một cái rất là lãng mạn. Tôi vẫn nói là lãng mạn nhất hành tinh đấy, chết ngay trên bụng vợ. Và dân gian cũng gọi là cái trường hợp mà vỡ tim ngã ngựa là vì thế. Vỡ tim ngã ngựa đấy. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Thúy Tươi. Thế còn Phương Trinh thì Phương Trinh có nghe nhiều các bạn gái của mình, đặc biệt là các bạn gái đã có gia đình, thì nói gì về cái việc là ông chồng hay coi đấy là cái nghĩa vụ hay là cái trách nhiệm khi mà quan hệ với vợ, và không coi đó như là một cái chất keo để gắn bó hai vợ chồng, hay là thực sự là phục vụ để cho vợ cảm thấy là hạnh phúc. Thì bạn bè của Trinh, các bạn gái nghĩ gì về cái chuyện đó, quan hệ tình dục? Em đã chứng kiến một cái trường hợp một người bạn của em ly dị chồng của mình, tại vì chồng mình không có quan tâm tới vấn đề cảm xúc của người vợ, mà họ chỉ bị ích kỷ, họ nghĩ tới cái vấn đề về thỏa mãn của họ thôi,
mà họ lại bị cái tôi quá lớn và không điều trị cái vấn đề bệnh về sinh lý của họ. Vậy rồi xong rồi cái một ngày hai ngày, người vợ cảm thấy là mình chịu đựng như vậy cũng được, chồng mình cũng lo về kinh tế cho mình cũng tốt. Nhưng mà vài năm rồi từ từ người phụ nữ không cảm thấy hạnh phúc nữa và quyết định là ly dị. Thì cho nên là đối với Phương Trinh thì đàn ông có nghĩa vụ và trách nhiệm, giống như tiến sĩ Dương nói, là mang tới hạnh phúc cho người phụ nữ. Mà hạnh phúc đó là gì? Thứ nhất, đó là về mặt tinh thần. Tại vì đối với phụ nữ, tinh thần nó quan trọng lắm. Nó có tinh thần nó tươi, nó khỏe khoắn, nó thoải mái và thỏa mãn thì mình mới trẻ trung được lâu. Còn những người giống như ngày xưa, bác sĩ tôi nói là ngày xưa người phụ nữ hay bị là mình cố mình chiều chồng, mình nhẫn nhịn, phụ nữ là thường hay như vậy. Rồi cái mình cảm thấy thôi bây giờ mình vì chồng, vì con đi, vấn đề tình dục mình cảm thấy hạnh phúc cũng được. Nhưng mà càng ngày càng cái gương mặt thì không có được xinh xắn, rồi không có tươi tắn đi đâu, cũng cảm thấy ủ rũ. Đó là cái lý do mà tại sao đàn ông cần phải nghĩ tới người vợ mình, nghĩ tới người bạn gái mình nhiều hơn. Và trước hết họ phải nghĩ tới bản thân của mình cái đã. Đó là làm sao cho sức khỏe của họ, và đặc biệt là vấn đề về sinh lý phải khỏe để có thể phục vụ cho những người yêu của họ. Bạn trai của em hay chồng của em mà lỡ bị cái trường hợp mà bị xuất tinh sớm hay là vấn đề về tình dục như vậy, em mua liền xong em về em bắt uống mỗi ngày. Giống như tiến sĩ Dương nói là mình đổ nước, mình nuôi cây mỗi ngày thì cái cây nó khô, tới một ngày nó cũng sẽ tươi trở lại. Vâng. Như vậy là vai trò của người phụ nữ rất là quan trọng, đúng không ạ? Nói như Phương Trinh đó là người phụ nữ thậm chí là còn phải mua về rồi là bắt chồng, bắt người yêu của mình uống. Hàng ngày. Để vì làm sao ạ? Bởi vì nó rất là quan trọng đến cả sức khỏe, đến cuộc sống nữa, chứ không chỉ là chuyện tình dục. Và nói thế thôi, nếu như có một cái đời sống tình dục viên mãn thì đấy là mơ ước của hầu như là mọi người, tất cả đúng mọi rồi. Người đúng không ạ? Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của hai người đàn ông chúng tôi đã gặp. Và họ đã kể với chúng tôi câu chuyện là họ đã chủ động mạnh dạn tìm đến những cái giải pháp khoa học, những cái sản phẩm mà an toàn và hiệu quả theo như các cái tư vấn của các chuyên gia như thế nào. Và họ đã thay đổi cuộc sống, thay đổi cái chất lượng của cái đời sống tình dục cũng như là cái cuộc sống nói chung của họ như thế nào. Xin mời các chuyên gia và quý vị sẽ cùng theo dõi sau đây. Sản phẩm Alipad này mình dùng rất là lâu rồi. Thì trong cái quá trình mình sử dụng ấy, thì nó hỗ trợ cho mình rất nhiều. Cái thể trạng chung của mình ấy, là nó ok. Cái rất rõ là về cái của đàn ông. Cái thứ hai trong đó cũng có những cái chỉ dẫn là dùng cho người tiểu đường và dùng cho người huyết áp. Mình thấy thì nó rất là sảng khoái. Mà nói chung là bằng tuổi mình giờ mình có thể mình đặt lên dưới là mình ngủ được. Tôi sử dụng sản phẩm Alibat. Xăm Alibat này gần 2 năm rồi. Sử dụng vô là cái đầu chừng 3 hũ bắt đầu nó ổn định lại. Con người nó thoải mái với nó rắn chắc lại. Và sức khỏe có, nè, ăn uống được, ngủ nghỉ thoải mái. Hài lòng nhất là lúc mà quan hệ vợ chồng á, rất là cực điểm. Thành ra nó là tôi duy trì thường xuyên là vậy. Xăm Alibat là vị cứu tinh của cánh đàn ông. Đấng mày râu 35-40 trở lên, trở về sau cần nên sử dụng Xăm Alibat này để ổn định lại sức khỏe, để giữ được cái hạnh phúc gia đình. Vâng, và chắc chắn rằng là còn rất là nhiều những cái câu hỏi, những cái thông tin mà quý vị muốn được lắng nghe từ các chuyên gia. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là chúng tôi sẽ xin hẹn quý vị đến một cái chương trình khác, một cái buổi phát sóng khác để chúng ta tiếp tục bàn đến những cái câu chuyện rất là thú vị này. Và trước khi chia tay với quý khán giả, thưa tiến sĩ Lê Thúy Tươi, tiến sĩ có một cái thông điệp nào, có một lời nhắn gửi nào muốn chuyển đến khán giả của chương trình hay không ạ? Vâng, thưa các anh, tôi nghĩ rằng là cái buổi hôm nay ấy, nếu các anh theo dõi thì ít nhiều cũng mang lại cho các anh suy nghĩ. Ít nhất là các anh cũng có suy nghĩ cái đã. Và tôi nghĩ rằng là nếu như các anh thấy rằng là những cái điều chia sẻ của chúng tôi thực sự là bổ ích thì tôi mong rằng là các anh bắt đầu hành động. Tuy là có một số anh thì nó hơi muộn, nhưng mà muộn còn hơn không, là bởi vì đối với các anh, sức khỏe nói chung và sức khỏe tình dục ấy, nó như là một vấn đề sống còn, giống như là nhan sắc của phụ nữ là vấn đề sống còn của phụ nữ. Thì tôi nghĩ rằng là này, là ở một cái thế giới mở như thế này, với những các cái phương tiện rất là hiện đại, chúng ta có những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho
cho nam giới cũng như là nữ giới. Vậy thì nên chăng ấy, là mình muốn kéo dài cái đời sống tình dục cũng như là kéo dài cái sức khỏe của mình ấy, thì mình sử dụng những các cái sản phẩm đảm bảo đủ hai tiêu chuẩn. Một là an toàn, hai là hiệu quả cho mình, để mà mình giữ cái sức khỏe cho mình, đồng thời giữ gìn cái hạnh phúc lâu bền. Tôi nghĩ rằng là đấy là cái lời khuyên duy nhất của tôi trong hôm nay. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Thúy Tươi. Còn đối với tiến sĩ Lê Thẩm Dương ạ, trước khi tạm biệt quý khán giả của chương trình này thì ông có một cái thông điệp nào, có một cái tâm sự nào muốn gửi tới quý khán giả, đặc biệt là các quý ông, các bạn nam thanh niên đang theo dõi chương trình này không ạ? Là ở đây thì tôi nói mấy cái ý thế này. Thứ nhất là thực nghiệm có. Thứ hai, bác sĩ Tươi nói. Cái thứ ba, bạn bè tôi dùng và tôi cảm nhận. Một, xâm vào đây bạn ấy, là thực cứ cho ước lượng đi. 40% nó tác động đến các bộ phận khác. Tôi đếm là phải đến 6-7 bộ phận 8 ấy. Cả cơ, cả tim, cả mạch, cả thần kinh. Cái thứ hai là nó lên tới 60%. Cái mà chúng ta đang rất gay gò. Lê Thẩm Dương thông minh như vậy, cái đầu này tốt như vậy, mà cái đầu khác hỏng thì cú vứt đi. Thành ra là 60% phục vụ. Như vậy nó là một cái thuốc, rõ ràng là một nền tảng. Đấy. Và cái điều này tôi thấy, điều số 3, cảm ơn khoa học, cảm ơn sự phát triển khoa học. Hồi đó mà các vua mà có cái này thì tốt nhỉ. Thì chắc là các vua không chết ở tuổi 36, 40 đâu. Đấy đấy. Bởi vì cái này nó làm cho bổ toàn diện. Cái đó. Cái thứ hai là nó giải quyết được một cái đặc trị. Và cái thứ ba thú vị nhất ấy, là nó tạo ra một cái nền lâu. Mà tại một thời điểm tức thì của tôi gọi là dòng tiền ấy. Đã lâu rồi nhưng tại thời điểm tức thì nó là hội tụ của cái quá trình mà. Cho nên là lâu mà nhanh mà lại mạnh nữa. Thành ra là nó làm cho khi người ta uống vào nó dẫn tới cái tình trạng thế này này. Biển một bên và em một bên ngồi cạnh vợ là đi đâu về ao ao ao, chứ không phải làm nghĩa vụ cho nó xong. Thà đừng làm còn hơn, nếu mà kiểu hời hợt như vậy thì cái đó là cả có đúng không em? Dạ quá đúng ạ. Có đúng cái gì trên đây này, phụ nữ là kẹp cổ thế này đâu, bỏ ra là anh không hiểu gì cả, cho nên đâu kẹp nữa không? Đau khiếp, nếu mà khiếp là thành công. Vì với người phụ nữ khiếp nó đồng nghĩa với khoái. Mà muốn làm cho họ khiếp được thì chỉ có cách dùng sâm ở đây bạn. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Và Trinh Trinh có một cái điều gì nữa muốn gửi tới quý vị khán giả hay không? Nãy giờ thì Trinh cũng đã ủng hộ các bạn phụ nữ rồi. Là nếu như mà đang có bạn trai hay là chồng mình mà có vấn đề này thì cứ mạnh dạn mua cho mẹ muốn. Còn các anh ơi, em tâm sự nhỏ như thế này là nếu như mà mình đang có vấn đề về vấn đề phòng the của mình thì đừng nên mua những loại hàng nhanh, vì nó sẽ gây ra những cái hậu quả khôn lường mà ngay bản thân cái người phụ nữ bên cạnh của bạn sẽ là người gánh phải. Và cái quan trọng nhất là cái tình yêu của hai người sẽ dễ bị rạn nứt, cho nên mình phải có một sự đầu tư thông minh, mình mua những sản phẩm chất lượng. Và giống như là bác sĩ Tươi hay là tiến sĩ Dương đã nói là có cái sự chứng minh từ khoa học, và cái điều đó nó cho kết quả và mình đã thấy kết quả. Vậy có sự chứng minh rồi thì tại sao mình không mua mình uống, đúng không? Và hy vọng là trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, buổi trò chuyện ngày hôm nay là một buổi chuyện thân mật giữa những người chuyên gia và ngay cả những người gọi là tiếng nói của người phụ nữ, đó là Trinh, thì các anh sẽ mạnh dạn hơn để mua về cho mình sản phẩm chất lượng và tiêu biểu, đó chính là Sam Alibat để mà sử dụng nha. Và Trinh cũng rất là cảm ơn chương trình đã cho Trinh đến đây để có thể nói thẳng thắn ra tâm sự của người phụ nữ với các anh, để các anh có thể hiểu được là phụ nữ giờ đang nghĩ gì đó. Cảm ơn Trinh rất nhiều. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã có một khoảng thời gian tôi nghĩ rằng rất là thú vị. Chúng ta nói thẳng, chia sẻ rất là cởi mở về những câu chuyện mà trước đây rất là ít cơ hội chúng ta được nói thẳng thắn với nhau. Đó là những câu chuyện của phòng the, của tình dục. Làm sao để mà có được một cái sự hòa hợp tốt nhất? Đó chính là một cái yếu tố mà tất cả các vị khách mời của chúng ta đều khẳng định. Nó là một cái chất keo để gắn bó cái hạnh phúc gia đình, nó quyết định đến cuộc sống của mỗi người rất là nhiều. Và quan trọng là những người nam giới phải
biết được những cái giải pháp khoa học, hiệu quả và an toàn để có thể nâng cao sinh lực và duy trì cái bản lĩnh phong độ của người đàn ông đến 80 hay là đến 100 tuổi như các vị khách mời của chúng tôi đã vừa khẳng định. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thúy Tươi, tiến sĩ Lê Thẩm Dương và cảm ơn Phương Trinh rất là nhiều đã dành thời gian để tham dự chương trình ngày hôm nay. Và quý khán giả có thể tiếp tục đặt những cái câu hỏi tương tác với các chuyên gia của chúng tôi để các chuyên gia có thể trả lời sau chương trình này. Hy vọng rằng quý vị sẽ thường xuyên theo dõi những cái chương trình live stream công chiếu để thường xuyên được cập nhật những cái thông tin chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống như chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị rất nhiều. Xin được cảm ơn nhãn hàng sâm Alipass Platinum đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.